chăng. Úi giời, nhăng nhăng nhăng. Xin mời lại đây nhá. Mời mọi người nhá. Xin mời lại đây. Bây giờ mới xong à? Bây giờ mới xong. Phát này phát thứ hai. Hello mọi người nha, lại là mình đây. Trung Nghĩa xin gửi lời chào toàn thể gia đình. Buổi sáng tốt đẹp. Đấy, sáng bây giờ mới sáng sớm mà cảnh quê yên bình, nắng chói chang. Giờ xuống Lê Toàn gọi bánh mâm chiên canh nhá. Xong chưa? Ui giời. Ngon lành ngành đào hết rồi. Ngon lành ngành đào rồi. Lấy dầu ra. Dầu cái được sẵn. Mời ra đây nhá. Buổi sáng nhá. Anh em mà lại thì cà này mâm chiên canh chín bát mà bắt đầu nên là bắt tiếp rồi nào ơi. Ừ. Đây làm chất rượu cái gì ngồi làm chất rượu cái này. Nồng, không ăn tiết ăn nồng. Có mời đấy nhỉ. Điều tâm quý. Không phải anh ăn sáng rồi. Nước em pha rồi đấy. Lần này các bác này ăn hết rồi. Ăn lâu rồi. Tao không có ăn không được. Em đến sáng mới phải ăn, không ăn sáng rồi. Nó khó chịu. Đói thì kịp rồi. Ai ăn thì nguội hết. Ăn mạnh lên, nòng mạnh lên. Gắp hai ba miếng cạp díp vào nòng là tần nòng nó ngon này. Dày đặc như này mà. Đấy, miếng nòng trông có như là kiểu như là cái miếng chàng. Nó dày. Rồi, mình cho nắm dầu quá. Ở nhà rồng ăn dài nhà rồng được ngoài nắm chim nhỉ díu dít hôm nay thời tiết đẹp chim về nhiều Tần Như Quyên với Trà Mào về chim kiều vẫn hot. Trà Mào đấy đó hot đấy thì Quyên bay đến cả đàn. Nhưng ngày đẹp trời khác nhỉ. Ui dồi. Chim không chim nhiều cái này không biết nào cái này chúc mừng tô nồng à dù
Ngân nghề còn gà tây. Uống cái rượu ngon thế rồi ôi. Quyền đâu, Quyền đi làm mà. Quyền bận đi có việc. Lòng em của xe điếu. Em của xe điếu nữa. Đây. Ngoài bà được cái bộ lòng ngon thật. Này sao ra là đoạn áo ngon. Sao này có đông không? Bình thường nhiều lắm, hôm nay có nhiều lắm. Nhưng mà lòng ngon. Nó là sụn xếp đầy đủ nhiều. Canh ăn table đấy là 46 ăn thoải mái 8 bát nữa là cứ là mỗi người 4 bát no đi tối ở bát này nó vừa vừa không to mấy rồi mình sẽ sử dụng bát rồi ăn này. Đấy, lòng đặc này à, hết lòng. Ủa cái này 3 miếng. 3 4 miếng. Ăn sướng. Chưa? À thế chưa? Ờ dần dần. Dần dần đây để em đây. Ôi rồi cái để đây. Ừ, để gọi cái này. À cái để đấy. Ừ, cái để đây. Rồi, đang bác về. Bác nên rượu bác ăn sáng rồi. Sáng về 6 giờ không đi ăn thì khó chịu quá. Ăn tới xong rồi đi làm nó quen rồi. Vẫn cứ là chỉ có kẹt, không bao giờ ăn ngủ. Rau các loại rau nhỉ? Mọi người thấy à? Hấp dẫn không? 3-4 miếng ăn ngon. Bỏ mồm, một đằng nào mất công gắp. Họ rau nó nhiều quá. Bạn này con nạp. Bạn này con nạp thật sự. Cái chào mừng bát Tiết Canh à? Chào mừng bát Tiết Canh. Mời mọi người thưởng thức Tiết Canh nhá. Rồi, cứ xử rồi, tự xử. Căn đều bằng trắng, à, cho đi rau đi chốc cho nó. Chanh. Tiết Canh của con chanh ăn ngon. Đấy, thấy chưa? Úi giời. Nhằng. Úi giời. Mời lại đây nhá. Mời mọi người nhá. Cứ cày quá. Đấy, mỗi miếng này. Mấy mướt này. Đấy. Đấy, miếng nào phải cái cành 3-4 miếng ớt. Đây này, bát ớt đầy hết đi. Tiết nhỉ? Ngày cho nó hết. Đấy. Tháng này có chỗ nào không? Đây. Có chỗ nào không? Vẫn thế. Vẫn là ông gì không nào? Một mình trong cốc. Mình làm lâu lắm. Cửa nắp chưa? Nắp cửa trước rồi. Cửa chỗ trước cửa cái quán cũ rồi chưa
cong vào răng. Đấy, anh em chỉ có đơn giản tiết canh nồng lợn buổi sáng. Đơn giản ngon nhé. Miếng này là xong bát rồi nhỉ? Mọi chị mời ra đây. Bây giờ mới xong à? Bây giờ mới xong, phát này phát thứ hai. Tiếp rồi. Nói tiếp đi không? Tập 2. Tập 2 bắt đầu. Thêm cái rượu. Ôi giời. Rượu đắng ớt cay. Nào ai có hay. Rượu đắng ớt cay nè. Nó cày kén nữa. Xa cơ làm được khoảng 3 cuốc này là được rồi. Không rồi, 3 cuốc rồi. Nhiều sâm, cũng nhiều không tốt đâu, cũng nhiều cái này nảnh bụng. Ăn còn có công có việc. Đấy, gà toàn là gà xóm. Gà hàng xóm. Đấy, mà bảo nhiều rau ăn gần hết rau. Gà chân đen, mỏ đen, mình đen. Gà ngon đấy. Đúng là thiếu ớt nữa, đúng là phải thái thêm ớt nữa. Thôi đứng dậy ngại. Ớt này cay lắm. Rất cay ở việc. Đấy. Ăn ớt tươi tươi này. Lột. Mấy choang là vừa. Ba này ngon. Ba này đồng hơn, ba này ngon hơn. Đấy, mình đã biết. Thế hết. Giống nhau. Làm miếng nằm, mấy bát tiết liền, làm miếng nằm. Mình ăn hai bát, hôm nay ăn hai bát. Nếu ba bát mà thừa còn lại, thừa tí nữa phần cô Hiên. Nói nhiều nhiều mà gọi ông họ sang, nhưng mà ông họ hôm nay bận đi đâu không nghe máy. Nói hôm nay đánh dư ra chủ yếu là gọi ông sang mời ông hai ba tiết. Rồi ông lại bận một việc. Nào chúc mừng ban mới nào. Chúc mừng ban mới. Ăn được, cứ ăn thoải mái, mát ruột. Nay toàn chỉ làm hai chát là vừa. À, trời ơi. Sau đẹp lòng người tiến sĩ. À, rượu ngon. Đấy, ba này ba thứ ba nhỉ. Một ba thứ ba là nói chung tiết canh này là vừa tầm. Thế ăn nồng nữa là buổi sáng thế là ấm lòng rồi. Thế thôi, no lên chưa. Không phải là hàng giác mà thấy mất tiết. Cá đồi ban vừa vừa này là cá đồi vừa. Nhẹ nhàng như đẩy xe hàng. Ngoài thời tiết là nóng này. Hỏi. Mưa nhiều nó phải nắng. Nó mưa mãi. Thế là nghe lò lò. Cái hồi nó buổi sáng bình dân nô nô tí ca kèm nốt ăn nốt bát tiết này. À, bát tiết chào đại đình. Mời đại đình nhá anh em. Đấy cứ phải có tí ăn tiết canh, cứ phải có tí cay cay này nó mới gì nó mới ngon.
là nó đưa đưa thì nó mình gọi là đưa cơm cho nó dễ dễ trôi, và đưa mồi. Đấy, anh em chuyên tiết canh. Mọi người là miếng gọi là cuối cùng của bữa sáng ngày hôm nay nhá. Gọi là thánh tiết canh, quanh năm ngày tháng tiết canh. Rồi, video này toàn với cả Chu Nghĩa tổng hợp quay có thể được cả nhà. Chia sẻ cho đại đình cái khay tiết canh này, còn 2 4 6 8 9 bát mình ăn 2 bát, Chu Nghĩa ăn 3 4 bát rồi. Đấy. Thế là hẹn cả nhà xem clip tiếp theo. Mọi người cho một like và đăng ký và chia sẻ để ra được những clip mới nhất để gửi tới mọi người. Và chào đại đình nhá. Thank you mọi người rất nhiều. Thank you mọi người.